Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 10 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh ghi nhận tại Ấn Độ trong những ngày nắng nóng nghiêm trọng với nền nhiệt đo được tại nhiều bang vượt quá 50 độ. Thời tiết nóng gay gắt, cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, làm giảm lượng nước ngầm dự trữ, dẫn tới nhiều vụ ẩu đả, thậm chí là tử vong do tranh chấp nguồn nước. Đó là tại Ấn Độ, còn ở Việt Nam thì nắng nóng cũng đang hoành hành ở hầu khắp các miền Bắc và miền Trung. Nắng nóng đặc biệt gay gắt là ở các tỉnh thành Trung Bộ. Sự tỏa nhiệt từ vùng thấp nóng phía Tây cùng với hiệu ứng phơn khô nóng nên nắng nóng bỏng rát bao trùm suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 36 cho tới 39 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây có thể đạt mức là 40 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Nắng nóng đã hiện diện trong những ngày vừa qua và còn kéo dài trong 3 ngày tới. Như vậy, người dân nơi đây tiếp tục gồng mình chống chọi với nắng nóng. Tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, thời tiết khô nóng cũng đẩy các cánh rừng nơi đây vào mức báo cháy cao. Bình Định là địa phương có mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là tại các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phú Mỹ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi là những địa phương có mức cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Do vậy, bà con cần cảnh giác và thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trở ra Bắc Bộ, trong trưa chiều nay, nắng nóng gay gắt vẫn xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 cho tới 39 độ, có nơi còn trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 cho tới 17 giờ. Thời điểm ban trưa, quý vị nên hạn chế lưu thông để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió trên cao, nên về đêm và sáng tại các tỉnh vùng núi, giáp biên giới như là Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang xảy ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng với gió giật mạnh. Mưa sẽ chủ yếu tập trung về đêm và sáng, còn vào ban ngày trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng nóng tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần, cao nhất ngày không vượt quá 37 độ. Sau đó, theo nhận định xa hơn từ đêm ngày 13 sang đến ngày 14, khi rãnh mây dông gây mưa có xu hướng hoạt động mạnh dần, thì mưa sẽ lan ra toàn khu vực Bắc Bộ, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, người dân cần đặc biệt lưu ý. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn nên mưa gia tăng về diện và lượng. Mưa sẽ tăng nhiều hơn ở các tỉnh Nam Bộ. Khu vực này có khả năng xảy ra mưa diện rộng vào chiều tối. Các tỉnh ven biển cần đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 13, ngày nắng, riêng phía Đông Nam có nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, riêng ngày 11 và ngày 13 có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 cho tới 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới ngày nắng nóng, từ ngày 13 nắng nóng suy giảm, chiều tối và đêm vùng núi có mưa rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 cho tới 37 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 11 đến ngày 13, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động trong khoảng 36 cho tới 39 độ, có nơi cao hơn. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 36 cho tới 39 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 35 cho tới 37 độ ở các tỉnh phía Nam khu vực. Tây Nguyên từ ngày 11 đến ngày 13, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ trong khoảng 31 cho tới 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, ngày nắng nóng. Từ ngày 13, nắng nóng suy giảm, chiều tối và đêm có mưa rải rác, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 cho tới 37 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng và tầm nhìn xa thông thoáng.
Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa, mưa sẽ gia tăng, làm tầm nhìn xa bị suy giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật trong cơn dông. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!